Thành lập từ năm 1875, Đại học Saxon là một trong những trường đại học lâu đời nhất châu Âu. Với chất lượng đào tạo cao cũng như môi trường quốc tế hóa, đa văn hóa thân thiện, Đại học Saxon đã và đang thu hút lượng sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. I think first of all it is a very international university. We have many students from all over the world. I think in fact from about 90 countries. Number two, what is very special about Saxon is that we have very close relationship with business, with employers, so hospitals, companies, etc. And you will find that's very helpful already and exists already in your educational program. But it also means that all our students get a job very easily because we focus on employability. We have very good experiences with Vietnamese students because you are all very hardworking and very bright. But generally speaking, if you look a bit broader than that, you will find that there are very strong relationships between my country, the Netherlands, and Vietnam full stop. And that's true for universities such as Saxion, but also for companies and even the government. And one particular point that I like very much is that Vietnam has also developed a system of universities of applied sciences, so working very closely with business and with a focus on employability. And my university was one of the partners of Vietnam to help establish this system. Nhân kỷ niệm 20 năm sinh viên Việt Nam sống và học tập tại Saxon 1998-2018, ngày 30 tháng 9 năm 2018, bà Anka Mulder, hiệu trưởng cùng 4 giám đốc các khoa, ngành, ban và 3 giáo sư của trường Đại học Saxon đã tới thăm Việt Nam và tham dự sự kiện gặp mặt cựu sinh viên Saxon tổ chức tại Hà Nội. Well, Saxion has been active in Vietnam for 20 years now, and the main reason why we're here so active is because we find very good students here, students who really contribute to our education, and students who also really learn and study with us, which they can apply when they go back to Vietnam, because in Vietnam the labor market is used to the difference in universities and universities of applied science, and that concept is also very, very familiar here. And that's why we have this, I think, very long-standing tradition here, and it's something which we very much cherish. And also, I think today we also show that, and we also see that our alumni challenge and really support their relationship with Saxion. Tại buổi gặp mặt, các cựu sinh viên Saxon đã chia sẻ những trải nghiệm về thời gian sống, học tập tại Saxon. Họ đều có chung nhận xét Saxon là trường đại học có chất lượng đào tạo cao, cũng như môi trường đa văn hóa thân thiện. Ở tại trường Saxon thì ngoài việc là các thầy giáo rất là support thì bên đây cũng có một cái team gọi là international để giúp các sinh viên quốc tế, cho nên là thật ra những cái vấn đề của bất kỳ sinh viên quốc tế nào gặp phải thì đều được xử lý hết, cho nên là những cái khó khăn có thể là có nhưng mà không phải là vấn đề chính. Cái mà tất cả các sinh viên, không phải chỉ riêng sinh mình nhận được, mà tất cả các sinh viên học ở trường này sẽ nhận được là cái tư duy cũng như là cái việc mình sẽ cần độc lập cho tất cả ra những quyết định thì đấy là những cái điều mà đã đi theo và support rất là nhiều cho mình trong cái quá trình làm việc và trường này. Những kiến thức kinh nghiệm trong thời gian học tại Đại học Saxon đã giúp họ thành công trong công việc. Hiện nay, phần lớn trong số họ đang giữ các chức vụ chủ chốt trong các công ty quốc tế như Philips, KPMG, Ernst & Young, Intercontinental, các cơ quan chính phủ như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sứ quán Hà Lan và các tập đoàn lớn như hãng hàng không quốc gia Việt Nam, hãng hàng không Vietjet Air. Các bạn sinh viên, cựu sinh viên Saxon đã có những cái bước tiến rất là dài trong cuộc sống cũng như là trong sự nghiệp. Đối với những người làm công tác giáo dục như tôi, đấy là một cái điều hạnh phúc nhất. Và tôi rất hy vọng và mong muốn là các bạn trẻ Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để ra nước ngoài học tập, tiếp cận những cái nền kiến thức mới, đặc biệt là Hà Lan, cái đất nước rất là cởi mở và đứng thứ hai trên thế giới về sự sáng tạo. Sẽ là một cái điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên cao cấp, Đại học Saxon đã cung cấp các khóa học đào tạo cử nhân và thạc sĩ, được giảng dạy bằng những giáo trình tiên tiến nhất, hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Đặc biệt, đây là đại học tiên phong trên thế giới, tập trung vào khoa học ứng dụng, giúp cho sinh viên trải nghiệm các kỹ năng thực hành. Trường có chương trình Entrepreneurship tốt nhất Hà Lan trong 12 năm liên tục. Trường có chương trình nghiên cứu hiệu quả nhất trong lĩnh vực thương mại, kinh tế tại Hà Lan năm 2009. Giải thưởng giáo dục Winner Vision của Hà Lan cho chương trình cải tiến giáo dục đại học ngành quản lý doanh nghiệp nhỏ và bán lẻ. Đứng vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng CoWorking Space HBO 2017 tại Hà Lan trong danh mục các tổ chức đào tạo quy mô lớn. Đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng Elsevier 2016 trong danh mục các trường đại học lớn về khoa học ứng dụng. Ngoài công tác đào tạo sinh viên, Đại học Saxon còn giúp đỡ chính phủ Việt Nam và một số trường đại học xây dựng hệ thống giáo dục khoa học ứng dụng và đào tạo sinh viên cũng như xây dựng giáo trình cho các chương trình này. 20 năm qua, Đại học Saxon trở thành nhịp cầu hữu nghị, góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác về giáo dục giữa hai nước Việt Nam-Hà Lan. Đại học Saxon là địa điểm lý tưởng dành cho sinh viên Việt Nam.